Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video buổi tối ngày hôm nay thì em Dương sẽ lên cho anh em sản phẩm áo sơ mi nhé. Đa phần áo sơ mi dài tay thì trong cái kiện hàng của Nhật nhé, rất nhiều áo đẹp, áo họa tiết rất đẹp, thương hiệu lớn cho anh em nhé. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em khoảng 30 mã nhé, từ mã A81 đến mã A110 anh em nhé. Mã đầu tiên này em lên cho anh em hôm nay em lên cho anh em là đồng giá 199k một sản phẩm anh em nhé. Mã đầu tiên em lên cho anh em con Burberry nhé, con này màu hồng nhạt này. Đây con này bên trong cổ nhé, có họa tiết của Burberry rất đẹp này. Đây, rất đẹp luôn anh em. Đây, ngựa thêu của nó này, ngựa thêu bé anh em nhé. Cúc nào của nó cũng dập hiệu chữ Burberry hết anh em ạ. Nào cũng dập hết chữ Burberry hết. Tác con này thì nó hơi bị mở mất rồi. Và nếu mà cái tác nào đoạn này thì nó sẽ là sản xuất tại Barcelona, Spain, Tây Ban Nha anh em nhé. Tốt tại Tây Ban Nha. Con này mới rơi tầm khoảng độ 88-90% đây anh em này. Áo vẫn còn rất mới nhé. Này, tay áo của nó thì là tay tay trơn này. Đây, nó không có họa tiết body. Đây, cúc này. Đây, đằng sau của nó là trơn nhé. Áo màu hồng nhạt anh em nhé. Màu hồng rất nhạt và hồng phấn. Mã A81 này, vai 53 bụng 60, dài áo là 78 và dài tay là 64 nhá. Con này thì em bán 400. Còn lại là tất cả con khác là em sẽ bán đồng giá là 199k cho anh em hết nhá. Đây, Burberry Brit London. Con này sản xuất tại Tây Ban Nha. Mã A81. Mã tiếp theo này, mọi em Burberry con này sản xuất tại Anh nhá. United Kingdom này, sản xuất tại Anh, Burberry London. Đây anh em nhé. Con này thì nói chung là cũng mới, mà đây nó hơi lỗi tí. Cúp của nó dập hiệu rất đẹp luôn anh em nhé. Đây, ngựa thêu này. Ngựa thêu này. Tay áo của nó cũng thế anh em nhé. Đây, cũng có họa tiết của Burberry này. Đây. Cúp của nó là nó kiểu màu màu đen không, thêm một tí cái màu mận ấy, màu rất đẹp. Đây, tay áo này. Đẹp luôn. Tác con này không biết đâu nhỉ. Con này là không có tác rồi anh em ạ. Đây không có tác rồi. Con này thì nó bị thủng châm kim một tí ở đoạn này anh em ạ. Đây này. Đây bằng cái tăm. Đây này, em bán đồng giá 199k cho anh em hết nhá. Mặc lên người chỗ này là đoạn là sơ vin ấy, nó không lộ rồi anh em ạ. Đây. Burberry rất đẹp luôn. Mã A82 nhá, vai 43 bụng 46. Dài áo là 66 nhé, 199k, đồng giá hết anh em nhé. Mã tiếp theo này, của em Burberry tiếp nhé. Con này Burberry là London. Burberry London này anh em này. Con này thì độ mới nó không được cao lắm ấy. Độ mới con này khoảng 85% này. Đây, ngựa thêu của nó này anh em này, ngựa thêu này. Tay áo của nó thì cũng kiểu trơn này. Cúc của nó là cúc ngọc trai anh em nhé. Cúc ngọc trai ấy, rất đẹp. Đây, con này là cũng sản xuất tại Spain nhé, chất cốt tông 100%, Spain, Tây Ban Nha nhé, sản xuất tại Tây Ban Nha. Đây, ngựa thêu của nó này. Mã A83 này, vai 52 bụng 65, dài áo là 75 và dài tay là 64 nhé, cũng đồng giá 199 hết anh em nhé. Đây, nhưng mà cái này thì độ mới nó không được cao nhé, anh em đặt hàng chú ý giúp em, độ mới nó khoảng 85% thôi. Mã A83. Mã tiếp theo này, bọn em bước Burberry London tiếp nhé. Con này form size L này, size 42. Đây, size 42. Đây, cúc nào của nó dập hiệu chữ Burberry này, rất đẹp luôn anh em ạ. Đẹp luôn. Đây, họa tiết đang ngựa thêu rất là to nhé. Ngựa thêu rất là to. Con này là nó pha nha anh em nhé. Con này là 35% polyester. Con này là cốt tông. Đây, tác này anh em nhé. Đây, nó có một cái tác nhỏ này. Đây, con này độ mới cũng 85% thôi anh em nhé. Với cả nó bị đây, nó bị thủng một tí ở cái chỗ đằng sau. Cái chỗ này thì là anh em mặc thì đằng nào sơ vin vào thôi, không lộ đâu. Đây, bằng bằng cái tăm này.
bằng cái đầu tâm anh em nhé. Mã A84 này, vai 48 bụng 54, dài áo là 70, dài tay là 57 anh em nhé. Dài tay 57 này, con này là hàng hàng nội địa của Nhật anh em nhé, nội địa của Nhật. A84. Mã tiếp theo này, ngoài mã Picardanh Paris nhé, thương hiệu này cũng rất nổi tiếng này, Picardanh này. Con này mới khoảng 95%, áo cực kỳ mới luôn. Họa tiết của nó rất đẹp luôn anh em này, họa tiết rất đẹp luôn này, áo sơ mi cộc tay. Đây, áo rất mới nhá, cúc của nó là cúc giống của dòng Lacoste. Đây anh em nhìn này, cúc y hệt Lacoste luôn. Mã A85 này, vai 41, bụng 49, dài áo là 72 anh em nhé, dài áo là 72. Mới áo Picardanh như áo mới luôn anh em ạ. Con này của nó là vạt ngang em nhé, áo vạt ngang này. Đây, con này là cũng hàng nội địa Nhật nhé, tác của nó đây. Con này là chất cốt tông pha với poly đấy, con này nó không được cái tác chất liệu đâu. Và con này là cốt tông pha với polyester đấy anh em nhé. Mã A85, vai 41, bụng 49, dài áo là 72. Mã tiếp theo này, em con này áo của Colombia. Con này là chất của nó là có co giãn anh em nhé, có co giãn. Form size L, hàng made in Việt Nam nhé, Colombia. Con này áo cực mới luôn, con này mới phải 95%, như áo mới luôn nhé. Đây, Colombia. Cái thương hiệu này giá store nó là áo phải vài cụ đấy anh em nhé. Giá áo mới của nó rất là cao luôn. Đây, con này như áo mới luôn. 88% là polyester nhé, còn 12% là elatan. Made in Việt Nam, tác này, cúc dự phòng này, mới tinh luôn. Đây, tay áo của nó làm rất là hay đây anh em. Mã A86 này, vai 46, bụng 54, dài áo là 79 và dài tay là 67 anh em nhé. Con này là có co giãn đấy. Mã tiếp theo này, Stefano Valentino này. Đây, con size 3L nhé. Đây, áo Valentino con này như áo mới luôn. Đây, còn cái này chắc là tác là sửa tọ rồi. Con này là 55% polyester này, 45% cốt tông, made in China. Áo con này Valentino như áo mới luôn nhé. Mã A87 này, vai 55, bụng 66, dài áo là 77 anh em nhé. Đây, con này áo rất to, Valentino. Dưới này có một cái tag như nỏ nữa, rất là mới luôn này, mới hết căng luôn. Ở mã A87 này. Ở mã tiếp theo em áo cổ tàu nhá, con này là Shell này. Con này hàng made in Japan nhá, cổ của nó là chất vải bò made in Japan, áo cổ tàu rất đẹp luôn, họa tiết caro rất đẹp luôn này. Đây, hai cúc dự phòng này, chất liệu là cốt tông 100%. Đây, màu cổ tàu rất đẹp. Mã A88 này, vai 44, bụng 50, dài áo là 71 nhé, và dài tay là 64. Dài tay là 64 này. Mã tiếp theo này, con này là Rosam này. Đây, cái màu rất là nhã nhặn cho các chú bác mặc. Áo như mới anh em nhé, này mới 95%, áo như mới luôn, cúc dập hiệu này. Đây, này áo mới như áo mới luôn. Chất liệu của nó là cốt tông nhá, cốt tông 100%, tác anh em nhé. Đây, con này là áo vạt ngang nhá anh em nhé, áo vạt ngang này. Mã A89 này, vai 48, bụng 57, dài áo là 74 và dài tay là 55 anh em nhé. Dài tay là 55. Đây, ta em xem rồi. Mã A89, con áo như áo mới luôn. Tiếp theo mới áo cổ tàu này. Áo cổ tàu này màu tím rất là đẹp luôn này. Có túi anh em nhé, có túi này. Cúc của nó làm trông rất là hay nhé anh em này. Đây, rất là hay luôn này. Bản to luôn. Đây, con này của Seasonable này. Đây, logo hình chữ S. Con này là chất liệu polyester nhé, chất polyester 100%, tác này. Quần áo rất đẹp luôn.
Đây, áo màu trơn, chất con này cực kỳ mỏng anh em nhé, mặc con này mùa hè bao mát luôn. Polyester mặc thường là nó sẽ kết làm hay làm thế nào sơ mi dài tay cao cấp. Mã A90 này, vai 50 bụng 58, dài áo là 75. Và dài tay 57 anh em nhé, dài tay 57 này. Đây dài tay là rất vừa phải luôn để cho các chú bác mình đeo phụ kiện nhá, đeo đồng hồ rồi đeo vòng tay. Mã A90. Mã tiếp theo này, Mantenorat này, đây, form size L nhá, em họa tiết kẻ sọc rất đẹp. Đây, áo họa tiết kẻ sọc, và con này như áo mới em nhá. Đây, con này mới cũng phải đến 95%. Cúc của nó cũng là cúc kiểu cúc vỏ sò ấy. Đây, có túi này em nhá, có túi này. Con này là hàng made in Japan luôn nhá, chất liệu cốt tông 100%, à, cúc dự phòng này. Mã A91 này, vai 52 bụng 57, dài áo là 74 và dài tay là 58 anh em nhé, dài tay 58. Mã tiếp theo này, con này chất polyester nhé, con này của Mazo này, hiệu của Nhật anh em nhé, của Nhật. Đây, con này mới phải 95%, áo rất là đẹp luôn này. Đấy, con này tay áo của nó là tay áo kiểu măng khuy nhé anh em nhé, tay áo măng khuy đấy, cho các chú các bác mình mà mình có thể thay đổi phong cách ấy. Đây này, đây cái măng khuy này là em lắp sẵn cho anh em rồi. Đấy. Bình thường mình mua áo thì ở store nó hay bán kèm thêm cái măng khuy kiểu như này. Đây, mã A92 nhé, vai 47 bụng 50, dài áo là 74 nhé, và dài tay làm con này là nếu mà bỏ hết cả măng khuy bỏ ra nó khoảng 71, nhưng mà khi mà gập vào rồi nó chỉ khoảng độ 65 thôi. Con này là 40% là polyester nhé, còn lại là rayon. Con này made in China này. Đây, con này mặc anh em mặc đi tiệc nhá, đi tiệc rất là đẹp luôn này. Tiệc này, áo quá đẹp luôn, có độ bóng nhất định này. Nó pha giữa cái chất rayon với cả chất polyester. Mã A92 nhé, vai 47 bụng 50, dài áo là 74 nhé, dài tay là bao nhiêu này, nó khoảng độ 65, 64, 65 gì đấy. Mã tiếp theo này, bọn em áo sơ mi hoa nhé, sơ mi hoa rất là đẹp luôn này anh em này, mi hoa này. Đây, cũng để anh em mặc kiểu mặc đi chơi nhé. Mã A93 này, vai 48 bụng 55, dài áo là 73 nhé, và dài tay là 60. Con này là 65% là polyester, còn lại là cốt tông này, made in China, tác như mới luôn anh em nhé. Còn là made in China, mã A93. Mã tiếp theo này, con này American Holic nhé, áo caro này. Mã A94 này, con này size to, vai 56 bụng 56 này, dài áo là 70 và dài tay là 51 anh em nhé. Con này kiểu tay lửng này, kiểu áo tay lửng này anh em nhé. Này, con này là made in China, chất liệu là cốt tông 100%, tác như mới luôn. Mã tiếp theo này, Banana Republic này, con sẽ S nhé, con này là made in China này. Đấy, con này cổ trắng nhé. Cổ trắng này mặc kiểu phong cách rất là lịch sự anh em. Đây nó vẫn còn cái tag này anh em này. Đây này, cái này gắn sửa to hay sao. Hai cúc dự phòng này, cốt tông 100%. Đây, tag này. Tay của nó thì không phải trắng đâu anh em, tay của nó thì vẫn cùng màu áo. Mã 95 này, vai 45 bụng 52, dài áo là 74 nhé, dài tay là 63, dài tay 63. Đây, quần áo Banana Republic. Mã 95 nhé, vai 45 bụng 52, dài 74, dài tay là 63 nhé. Cái thương hiệu này thì áo nó tầm khoảng độ tầm 2-3 triệu đấy anh em nhé. Hiệu này rất xịn này, Republic. Này. Mã tiếp theo này, Cabana, một size XL. Đấy, áo họa tiết caro rất mới nhá. Con này cũng mới trên 90%. Đây, họa tiết của nó nhỉ. Này là 65% là polyester, gọi là cốt tông.
này, đáp vào đây. Mã A96 này, vai 53 bụng 60, dài áo là 81 nhé, và dài tay là 57. Dài tay 57 này. Này món áo caro rất đẹp. Mã tiếp theo này, con này made in heaven này. Đây, mấy máu sơ mi kẻ sáng màu. Con này cũng mới, nó phải đến trên 90% anh em nhé. Áo rất là mới này. Đây, áo cực kỳ mới luôn. Chất liệu là cốt tông nhé, cốt tông 100%. Đây, tác anh em nhé. Con này là mã A97 này. A97, vai 41, bụng 50, dài áo là 70 nhé, và dài tay là 64 nhé. Dài tay là 64. Tiếp theo máy máu, con này của Heaven Store nhé. Con này gọi tiếp theo rất đẹp này. Đây, rất đáng yêu luôn. Đây, màu áo rất là hay. Cúc nào nó dập hiệu hết này em nhé. Cúc nào dập hiệu hết này. Con này mới nó phải đến 95%. Áo như áo mới anh em nhé. Con này chất cốt tông mà. Con này chất cốt tông 100%, hai cúc dự phòng này. Tác con này nó hơi bị mờ rồi. Mã A98 này, vai 41, bụng 49, dài áo là 74, và dài tay là 56 anh em nhé. Dài tay 56 đây. Tiếp theo này, máy máu con này của Golden Beer này. Con size M này. Đây, con này áo phải mới trên 90%. Cúc dập hiệu cho Golden Beer anh em nhé. Đây, chỗ này thì là có một cái tag. Tag ghi chữ Golden Beer này. Đây. Tay áo này. Con này là 99% cốt tông, 1% là rayon này em nhé, hàng nội địa Nhật, Golden Beer. Đây, áo con này mới lắm. Các họa tiết này cho các chú các bác mặc này, rất là nhã nhặn luôn này. Mã A99, vai 44, bụng 50, dài áo là 70 và dài tay là 57. Dài tay 57 anh em nhé. Mã tiếp theo là mã VIP, áo của Playboy. Playboy này. Đây, con này cổ nó màu xanh cốm ấy. Cúc của nó là cúc dập hiệu chữ VIP nhé. Làm rất là tinh tế luôn anh em này. Đây. Dập hiệu rất tinh tế luôn. Đây, cổ áo này, cổ áo xanh cốm này. Đây, con áo của nó họa tiết kẻ sọc. Đây. Rất đẹp. Con này là chất liệu cốt tông anh em nhé, cốt tông 100%, hai cúc dự phòng này, cốt tông 100% này, tác này. Mã A100, vai 43, bụng 50, dài áo là 68 nhé, và dài tay là 61. Con này cũng mới 95% nhé, không khác gì áo mới luôn. Đây, áo rất đẹp luôn. Mã A100 này. Tiếp theo em, con này của H&M nhé. Em con này phong size S này. Con này là sơ mi flanel anh em nhé, sơ mi flanel. Đây, tay áo này. Đặc đèn này, con này made in Turkey nhé. Chất liệu của nó là cốt tông 100%, made in Turkey, tác dự phòng này. Đây, con này mới đen đẹp luôn. Mã A101 này, vai 42, bụng 49, dài áo là 71 nhé. Và dài tay là 61 anh em nhé. Dài tay là 61 này. Đây, con hát này em có này chất liệu flanel anh em nhé. Flanel. Mã A101 này. Mã tiếp theo là A102 nhé. Và em Skego. Thương hiệu này từ năm 1921 này, rất lâu đời rồi. Tiết kẻ caro này. Rồi, con này mới cũng phải đến 95% nhé. Áo như mới. Rồi, có túi này. Con này là cốt tông 100% nhé, sản xuất tại Myanmar anh em nhé. Đây, con này cũng mới 95%, như áo mới luôn. Đây, và tiết caro rất đẹp luôn. Mã A102 này, vai 46, bụng 50, dài áo là 76 và dài tay là 62 anh em nhé. Dài tay là 62. Mã A102 này. Mã tiếp theo này, con này áo này cho các chú các bác lớn tuổi mặc, em thấy mặc con này rất đẹp luôn này. Con này nguyên tác này, con size L, L chắc L Âu này. Đây,
Đấy, áo này cho các chú các bác mặc này. Mà em thấy trong phim là hay kiểu trùm cuối nó hay mặc áo như này. A103 này, vai 52, bụng 59, dài áo là 77 anh em nhé, dài 77. Đây, có túi hai bên này này. Đây, em xem phim, em quảng cáo toàn trùm cuối mặc áo này đây. Còn các bác đại gia mặc áo này. Áo này chất kiểu chất lụa ấy họ. À, chất polyester. Ngoài chất polyester anh em ạ. Đây, áo rất đẹp luôn. Cho chú bác mặc con này. Nguyên tác mới tinh luôn, 100%. Mã A103 nhé, vai 52, bụng 59. Dài áo là 77 anh em nhé. Đây 77. Áo vạt ngang. Mã tiếp theo này, con này Crickland này. Crickland này. Mã tiết kẻ này. Đây cho anh em mặc con này mặc đi chơi đi tiệc được này. Lịch sự. Cúc trơn này, mặc cúc trơn này. Chất là chất cốt tông 100% nhá, sản xuất tại Indo. Đây, tác này, mới tinh. Mã A104 này, vai 47, bụng 54, dài áo là 77 nhá, và dài tay là 65. Dài tay 65. Mã A104. Tiếp theo một con áo màu xanh cổ vịt nhá. Áo này là cúc bấm này. Bấm này, màu này mới tinh luôn này em, áo nó có độ bóng nhất định rất đẹp này. Con size L nhá, Comfort. Đây con này mới cũng 97-98%, như áo mới luôn anh em ạ. Chất con này là 70% là polyester nhá, 30% là rayon. Đây, hàng nội địa Nhật. Mặc cái màu áo này rất đẹp này anh em này. Mã A105 này, vai 50, bụng 55, dài áo là 73. Dài tay là 60 anh em nhé, dài tay 60. Con áo màu xanh cổ vịt trơn này. Mã tiếp theo này, APT này. Con này là sản xuất tại Mauritius này, form size XL nhá. Áo công sở cho anh em này, con này mới 97-98%. Các chỉ bắn tác thôi, thành áo mới đây. Nó có cái họa tiết chìm hình chữ V ấy. Đây em nhìn kỹ này, họa tiết chìm trên con áo nó hình chữ V, DT này. Đây, trông cực kỳ đẹp luôn, rất sang. Đây. Đây con này mới tinh này, chả khác gì áo mới. Cốt tông 100% nhá. Bên Mauritius, con size XL. Mã A106 này, vai 53, bụng 61, dài áo là 82 và dài tay là 66 anh em nhé. Dài tay là 66. Đây. Mã tiếp theo là American Earth này. Con dáng slim fit này, con này thương hiệu này toàn made in Việt Nam này. Con này cũng mới 95%. Đây. Áo như mới luôn anh em nhé. Đây, tác nét căng luôn, cốt tông 100%. Tác này, cũng dự phòng này. Áo mới tinh luôn. Mã A107 này, vai 41, bụng 42, dài áo là 71 nhé. Và dài tay là 64. Dài tay là 64 anh em này. Đây, áo rất mới luôn. Mã tiếp theo này, con này của Ashiati, con này made in Japan nhé. Made in Japan này. Hoa thiết kẻ này, đây, trông áo rất tươi luôn. Mới con này cũng mới 95%, như áo mới luôn anh em ạ, có túi này. Chất liệu là cốt tông nhá, cốt tông 100%, tác này anh em này, áo rất mới luôn. Mã A108 này, vai 39, bụng 55, dài áo là 81 và dài tay là 59 nhé. Đây con này kiểu anh em nhỏ người mặc theo cái kiểu sơ vin ấy, kiểu sơ vin ấy. Đây, con này em xem tác, cốt tông 100%. Mã A108. Mã tiếp theo này, con này của Flash Report này, form size L này. Đây, con này cũng mới 95% nhé, áo như áo mới luôn. Đây, có cúc này. Con này made in Japan luôn anh em ạ, cốt tông 100%, hai cúc dự phòng này, tác này. Mã A109 này, vai 41, bụng 50, dài áo là 67 nhé, dài tay là 58, dài tay 58 này. Đây, quần áo rất mới luôn, made in Japan. Mã cuối cùng anh em nhé, cuối cùng này, Powerline, ngoài áo sơ mi công sở nhé, họa tiết kẻ. Đây, áo sơ mi công sở.
mới tinh luôn nha anh em nhé. Con này mới tinh, cũng 97-98%. Con này là chất 80% là polyte nhé, còn lại là pha cốt tông, pha 20% cốt tông. Mã cuối cùng anh em nhé, A110 này, vai 53 bụng 59, dài áo là 77 nhé, và dài tay là 62, dài tay 62. Này, áo mới tinh luôn. Rồi vậy là em đã lên hết 30 mã áo sơ mi cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với em Dương theo số hotline bên dưới video nhé. Nhớ bấm vào nút đăng ký và nút quả chuông để nhận được thông báo về những cái video mới nhất mà em Dương vừa ra. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhé. Bye bye.